nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp ráp khi mà nhận được cái đầu bơm của mình nhé. Nếu mà các bạn có một chiếc động cơ rồi ấy, mà muốn mua một chiếc đầu bơm của mình để lắp ráp ấy, để sử dụng bơm nước ấy, thì mình đã chế sẵn cái tai, hai cái tai này. Đây là hai cái tai này của nó này. Mình sẽ chế độ chính xác rồi, các bạn về chỉ việc đút vào hai cái lỗ trên thân máy thôi. Còn cái tai mé dưới ấy, tai mé dưới thì mình cũng để một cái tai chờ như này. Khi các bạn nhận được cái đầu bơm ấy, thì cái tai này ấy, các bạn sẽ phải liên kết với cái dàn sắt xi. Liên kết với cái dàn sắt xi, đây là cái dàn sắt xi của mình đã liên kết sẵn cho khách rồi. Đấy, còn các bạn mua dàn sắt xi sẵn của mình ấy, thì các bạn không phải chế gì, chỉ việc lắp ráp thôi. Còn các bạn mua đầu bơm thì mình sẽ chỉ chế được hai cái tai này. Hai tai này và cái tai còn lại mé dưới. Đây là đầu bơm 110 này. Đấy thì lúc đấy các bạn sẽ chỉ việc lắp ráp. Bây giờ mình sẽ lắp ráp thử cho các bạn xem. Đây, khi các bạn nhận được cái đầu bơm như thế này nhá. Đây là một cái đầu bơm 90 này. Các bạn sẽ chỉ việc đút vào cái phần lỗ trên cái trục nhông sên này này. Đấy, trục nhông sên này, và các bạn quay cái này vào đây. Quay lên để cho thẳng lỗ nhé. Thẳng lỗ này, các bạn chỉ được bắt ốc thôi. Bắt ốc như này. Đấy, và hai con ốc mé sau này. Đây nữa, con ốc này nữa. Các bạn siết siết lại cho mình này. Thao tác mà lắp ráp được cái đầu bơm này thì nó rất là nhanh. Chỉ có 6 con ốc thôi các bạn nhé. 2 con ở trên thân bơm này, và 2 con ốc ở trên thân máy này. Còn 2 con còn lại, 2 con còn lại thì các bạn sẽ bắt ở dưới gầm của nó. Bắt ở dưới gầm như thế này. Đấy. Và cái này các bạn để cố định số 4 cho mình. Để cố định số 4 nhá, các bạn có thể sử dụng được. Bây giờ mình dặn nổ cho các bạn xem. Đấy, thì khi các bạn nhận được bơm thì mình đã chế sẵn hai cái tai mé trên này rồi. Còn mé dưới, mé dưới thì mình sẽ để sẵn cái chữ V này. Đấy, thì chính cái thanh V này ấy, là các bạn phải liên kết với cái dàn sắt xi. Liên kết với dàn sắt xi. Cái dàn sắt xi này các bạn làm to, làm nhỏ là tùy theo các bạn có nhu cầu thích chế như nào chứ. Và liên kết tùy cơ ứng biến, các bạn có thể liên kết với cái sắt xi của các bạn. Đấy, nhưng bởi vì là các bạn mua cả sắt xi, mua cả cái dàn này của mình thì mình bán thì các bạn về không phải hàn nữa. Còn các bạn mà mua đầu bơm không ấy thì mình chế sẵn hai cái tai mà trên và tai mà dưới mình để như này, là các bạn tự liên kết với dàn sắt xi. Bây giờ mình sẽ dặn nổ cho các bạn xem. Rất đơn giản, chỉ mất tầm 5 phút là các bạn ghép được lên rồi. Đấy, bạn nào có nhu cầu thì liên hệ cho mình qua số điện thoại trên màn hình. Đây là cục máy này, anh cho chủ cho em nhé. Cục máy 110 này.